Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Bốn năm sau, trong nhà vợ chồng thợ săn, cha, mẹ, ôm ôm. Lại đi đâu chơi rồi, mau dọn dẹp đi, đi ăn cơm đi. Ơm ơm, đứa bé này sao từ nhỏ cứ đem ôm ôm nói thành bao vậy? Năm đó lúc chúng ta nhặt tiếu tiếu về nó mới chỉ có 3-4 tuổi. Nay 4 năm qua đi rồi, đứa bé này sao không thấy lớn vậy? Không lớn thì không lớn, năm đó đứa bé này có thể nhặt lại một mạng đã là rất không dễ dàng rồi. Chỉ cần nó có thể khỏe mạnh thì cả đời không lớn cũng được. Tùng lùng, tùng, các tùng lùng, tùng. Tiên sinh, ái tiểu tiểu, ơi, lại chạy đi đâu chơi rồi? Con mới không có chơi, con lợi hại lắm, hôm qua lên núi, con giúp cha con đánh ngã một con heo rừng 800 cân. Người xem con này, ô ra, ơi đúng đúng đúng, thôn chúng ta ai mà không biết con bẩm sinh có thần lực. Wow, biến. Cảm ơn tiên sinh nhất định là sẽ biết dụ dỗ con nít. Con còn không về đi. Ái, cũng không biết là lão tổ phải duy trì trạng thái này bao lâu, lão tổ không ở đó, chúng ta đối kháng với Mặc tộc rất định là nhất. Mặc tộc rất là khó khăn, ý nghĩ lúc trước của mình có thật là đúng hay không? Vương thành của Mặc tộc. Nhân tộc gian xảo, dùng mảnh vỡ càn khôn bày trận pháp làm chết nhiều người của tộc ta như vậy. Ta phải nghĩ cách đuổi mấy cái thế giới càn khôn này đi, để tránh bọn nhân tộc đó như là chó xem cửa vậy, chặn ở đây. Sao hôm nay ông về sớm vậy? Hay, có gì cứ nói thẳng, đừng như là một cái hồ lô vậy, đánh hoài cũng không ra được cái rắm gì. Hôm nay ta gặp phải một người đàn bà trên núi, đẹp không? Ta làm gì có tâm tư nhìn cô ta có đẹp hay không? Bà biết ta gặp cô ta ở đâu hay không? Gặp ở đâu? Ở trong căn nhà đó, ý ông là căn nhà năm đó ông nhặt được tiêu tiếu hay sao? Mấy năm nay thỉnh thoảng ta có đến đó xem thử, không ngờ hôm nay lại gặp được cô ta ở trong nhà đó. Và lại nhìn cách ăn mặc của người đàn bà đó, chắc là đến từ đại gia tộc, bên cạnh còn có tùy tùng đi theo. Bà, ta thấy tướng mạo mi mắt của người đàn bà đó có chút giống với Tiếu Tiếu. Cô ta còn nói cô ta đang tìm đồ. Vậy thì sao? Tiếu Tiếu là do chúng ta nuôi lớn, nó chính là con gái của chúng ta. Năm đó, lúc vứt nó đi không thấy đau lòng, nay xuôi xong rồi thì lại đến tìm. Đương ra Tiếu Tiếu là quà mà ông trời ban cho chúng ta, ai cũng không được mang đi, đúng hay không? Ai, đứa bé đến cùng cũng có cha mẹ của mình, xem người đàn bà đó giống như là xuất thân từ gia tộc lớn. Tiếu Tiếu theo cô ta về tốt hơn theo chúng ta ở trên núi là một đứa con hoang. Người là heo, Triệu Bổn Sơn. Không đúng không đúng, cái gì mà Triệu Bổn Sơn, nào đọc theo ta. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Tiên sinh, sao người không đọc nữa? Không có gì, nghĩ đến vài chuyện vui. Chuyện vui gì vậy? Người muốn đi mua kẹo hồ lô cho con ăn sao? Tiếu Tiếu, ta hỏi con một chuyện. Nếu như có một ngày người mua kẹo hồ lô cả đời cũng không ăn hết cho con, nhưng con phải chia tay với cha mẹ con, vậy con sẽ làm thế nào? Kẹo hồ lô cả đời cũng ăn không hết. Sao vậy? Động lòng rồi. Kẹo hồ lô cả đời sẽ ăn chán, nhưng ở cùng với cha mẹ cả đời không chán. Lão tổ đã dần dần lĩnh hội được tư vị của chân tình rồi. Người quý phụ đó chỉ là một sinh linh thường ở trong tiểu càn khôn của ta. Ta đặc biệt sắp xếp cô ta qua đó để thợ săn sinh nghỉ. Nếu có thể chịu được thử thách này, họ sẽ trở thành người nhà chân chính.